Hello các bạn, hôm nay mình sẽ quay hướng dẫn là các bạn làm Lego. Các bạn, hôm nay mình sẽ xé bịch trước. Sao làm tay tôi xé được? Xé nhẹ cái gì nè. Nè, xé rồi nè. Đổ ra. Xé đâu? Đầu nè. Đầu này hả? Ừ. Đổ nhẹ ra thôi. Đâu mà xé ầm ầm luôn rồi. Ừ. Rồi xé cái khác nữa. Ừ, xé nhẹ vậy đó. Ủa xe cái này con. Rồi xé hết cái kia luôn. Xe bịch này nữa nè, lấy chuyện này coi. Nhẹ thôi. Ừ. Cầm nhẹ nhẹ thôi, ừ, cái gì đó, nhẹ tay thôi, văng tùm lum bây giờ. Rồi, cái khác. Đừng có văng tùm lum quay. Ủa cái này Hàn Quốc nha bạn, cái này của Hàn Quốc. Hàn Quốc đang đi nhập về theo Việt Nam. Nhẹ nhẹ thôi, ừ khép rồi không được, cái khác nhẹ thôi. Đây, họ sẽ bịch khác đi. Nhìn trang có xe máy nha bạn. Cái này có xe máy luôn. Ui. Bút bay nha bạn. Các bạn nhìn trong nè. Ừ, cũng có người xuống trong này nhìn kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhỏ. Tạ chi. Tạch tạch tạch. Chồng. Đây cái súng nha bạn, cái còi súng nè. Nào. Đây là tiên tiết. Tiên tiết bùng hoa. Bình thường là đá nha bạn. Aki. Cái này là mình phải gắp vô đây nha bạn. Nó bọc quen. Bọc bên kia nữa. Nhẹ thôi, nhẹ tay dằn hết. Cái xà beng này nha bạn. Bang 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 bang. Được không anh đây quá. À biết rồi, biết rồi. Này kéo rồi nè, kéo rồi nè. Này cắt ra mới được, lấy đồ cắt ra mới được. Không phải, cái này con biết làm gì thôi nè. Bẻ ra, bẻ lên xuống nè. Nè. Ừ, bẻ ra từ từ. Thế á, ngồi tiếp tục khui khác đi. Quá trời nhiều đồ chơi Nguyên ơi. Ừ. Thôi chưa. Hôm nay quá trời. Nè, khu gì nè, mới chế nhẹ ra được rồi, nó sức rồi. Được. Nhẹ tay thôi. Ủa cái này không nước cái gì vậy? Ừ. Con nha. Ừ. Ê, cha cái này cái dù này chăng? Ấy. Thiên tạ đang chơi, thiên tạ. Ừ, biết cái gì nữa. Thiên tạ. Nhẹ tay mới rồi, nhảy văng chẳng luôn rồi. Chút mấy đi. Ủa có nhiều mà chăng? Nhiều đâu nhiều, phải gom cho đủ mới là một mới được. Cái bộ đây nè. Mát như gom nó văng quá nhiều rồi. Nhẹ tay thôi, lấy tay dò cản nè Nguyên. Lấy dò làm gì nè. Ừ, đừng có văng vô hình kia. Cái nhiều bộ phận thì cái sao. Được.
luôn em. Dạ. Còn gì nữa không? Nhóc chơi. Gì vậy mua dữ vậy? Ở bên tay bút thì chắc đứt rồi. Nghe. Bút nè cho anh ngon không? Cha này ngồi lên xem tô gì cha. Ừ. Ấy thấy đây đây, cái bộ tốt à. Bộ chi men là cha. Bộ gì? Bộ chi men nào? Chi men là gì? Đó, bộ chi men nào? Không biết. Nó đặt trên chi men nào? Bộ chi men đúng rồi đúng không? Trời ơi đã chứ. Có không? Chân ghép cho nó chắc. Chưa, từ từ quá. Nên chọn bút. Bút nó mạnh mẽ.